Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả. Sau một thời gian theo dõi, Công an thành phố Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt tạm giam 7 đối tượng. Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi cất giấu hàng hóa, nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bến Tre. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ các sản phẩm thuốc tân dược giả gồm 657 hộp thuốc Cefuroxim 500mg, 3.258 hộp thuốc Cefixim 200mg, 100 hộp thuốc Oxycinger, 100 hộp thuốc Panadol Extra, 724 hộp thuốc Panadol dạng vỉ nén, 1.080 lọ thuốc Panadol cùng nhiều nguyên liệu, nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thuốc tân dược giả. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990 trú tại xã Năm Nở Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã câu kết với Trương Quốc Phong Dinh, sinh năm 1997, ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ y tế tích hợp, đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre. Tỉnh Bến Tre để ngụy trang cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc, thuốc tân dược giả, đặc biệt các loại thuốc kháng sinh. Phường giao cho Dinh trực tiếp tìm nguồn mua máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, tá dược, in bao bì để sản xuất thuốc tân dược giả. Em trai Dinh là Trương Quốc Dũng cùng Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1998 trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 2006 ở xã Lâm Nở Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông trực tiếp đi thuê kho, xưởng trên địa bàn các thành phố Bến Tre, Cần Thơ làm địa điểm sản xuất, thuê, bố trí cho công nhân ăn, nghỉ, làm việc tại kho xưởng sản xuất khép kín. Các đối tượng thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi trên thị trường, rồi dùng cồn hoặc hóa chất tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc, dùng máy in lại thông tin trên vỉ thuốc, tạo thành loại thuốc mới, thu mua thuốc tân dược nội địa, rồi ngâm vào nước làm bong chóc tem nhãn gốc của nhà sản xuất trên ống thuốc, đặt in và dán tem nhãn giả thành thuốc ngoại nhập, đưa ra thị trường tiêu thụ. Thông qua các trang mạng xã hội, Trương Quốc Phong Dinh quảng cáo có nguồn thuốc kháng sinh của các công ty chính hãng vườn ra từ nguồn hàng thầu hoặc bán chạy. Doanh số trái khu vực không xuất được hóa đơn nên bán rẻ hơn so với hàng chính hãng để tiêu thụ tại các đại lý thuốc ở các địa phương trên địa bàn cả nước. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh quy định tại khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự.